Sáng 18 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Đồng Hỷ. Các nội dung được thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, công tác tuyên truyền vận động, đảm bảo an ninh trật tự, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hướng dẫn triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Thông qua hội nghị, giúp trang bị cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có thêm thông tin, kiến thức về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, phát huy vai trò trách nhiệm của người có uy tín là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.